Hôm nay của em trai đạt thành tích học tập tốt, được mẹ thưởng cho cây vợt. Sướng nhất em rồi đấy. Cây vợt em ý lựa chọn là Artfox 20 đến từ nhà Li Ning. Vì mới chơi nên bên mình tư vấn mức căng 10,5 cân. Phù hợp để khi chơi em sẽ không bị mỏi và đau tay. Việc chơi cầu lông sẽ lâu và hiệu quả hơn. Em ý chọn cước 65 ti, vừa hỗ trợ lực mà lại vừa bền. Khi mua vợt ở bên mình, anh em đều được tặng cước và cuốn cán nhé. Chúng mình có cuốn cán VF, TNT Pro và Zonex. Sau một hồi em mới lấy cuốn cán VS màu đen. Vậy là bảo kiếm đã về tay chủ mới. Chúc em học tập thật tốt và có thêm nhiều thành tích để theo đuổi đam mê nhé.